Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe đua Java Fuoco, một mẫu xe mang thương hiệu Ý, được trang bị bộ vành Campagnolo Vento G3, một bộ vành rất là cao cấp cũng đến từ Ý. Riêng cái bộ vành này nói không, nó đã có mức giá nó phải rơi khoảng 9-10 triệu ở trên thị trường. Đấy. Còn chiếc xe này thì khung nhôm, được trang bị cái cách thiết kế dẹp khí động học. Đấy, rất là đẹp. Đấy, sơn nguyên bản. Nước sơn chỉ có vài vết xước nhỏ do quá trình sử dụng, không thể tránh khỏi. Được trang bị full đồ Tiagra rất là cao cấp, rất là ngon. Với cái mức giá mà bên em đang bán chỉ có là 12.300.000 thì các bác sở hữu chiếc xe này rất là tuyệt vời. Đấy, full đồ Tiagra, cặp vành Ý, hãng rất là nổi tiếng. Lốp 700C, được trang bị lốp Victor, cũng là một cái lốp hàng hiệu rất là đẹp. Full đồ Tiagra với mức giá 12.300.000. Bây giờ em sẽ vào đo size và test chuyển động chiếc xe để cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa yên là 48 cm. Từ khóa cọc yên đến cổ phốt là 52 cm. Đấy, chiếc xe phù hợp cho các bác từ khoảng 1m 64-65 đến 74-75 đi phù hợp. Hoạt động của chiếc xe rất là êm ái, không xuống nhíp rất là mượt mà. Mayo đi vòng. Thì giá của chiếc xe đã nói từ đầu video là 12.300.000 rồi. Các bác quan tâm chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 7999 93. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới về những chiếc xe bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.